anh xem tin của anh này không ạ? Anh tên gì nhỉ? Anh Thắng, anh mua cây này lâu chưa? Mới lắp. Mới lắp, anh cây này so ở trước khi anh lắp và sau khi lắp anh cảm giác thế nào? Trông rất đẹp. Tức là anh đang mua bộ nước này là hết bao tiền ạ? 100.000 đúng không anh? Cái chương trình khuyến mại ở cái sự kiện đúng không anh? Anh thấy bộ cây này đã hài lòng với anh chưa? Nếu mà lâu dài thì anh có ý định nâng cấp gì cho sản phẩm này không nhỉ? Tăng thêm RAM. Tăng thêm RAM. Anh nghĩ là anh có thể chọn cái RAM nào mà có IP LED đẹp hơn đúng không ạ? Đối với anh đang chuẩn bị nào nhỉ? RAM 5 và... Anh chơi game gì là chính ạ? Chơi Liên Minh. Liên Minh thôi à? Khá là thừa đúng không ạ? Ngoài ra anh còn có làm việc gì nữa không? Làm một ít Photoshop thôi. Cấu hình anh đã đủ đáp ứng nhu cầu cho anh chưa? Đủ rồi ạ. Khá tốt. Thế tại sao anh lại ở lắm nước? Theo anh tại sao anh ở lắm nước? Cho nó đẹp thôi. Ok, tại vì trong hỏi điều đấy vì là rất nhiều người họ mua máy về i3 hay IG thôi nhé. Họ lắm nước. Vậy em hỏi là như vậy thì nhiều người họ thích thế. Đúng không ạ? Vì quan trọng người ta thích đẹp. Và bộ máy này không ai biết là cấu hình vậy sao cả. Và nếu mà em nhìn này anh có, nếu mà như em đang sử dụng máy này và em chỉ đưa anh nhìn bộ máy này, sao anh có đoán được bộ xử lý được gì không? Vâng, em nếu em xử lý bộ máy này, em sẽ bảo em đây bộ máy là sử dụng chip i7. Ok, cảm ơn anh nhiều.